Vâng, xin chào quý bà con. Quan trưởng đang ở trên ruộng của một nông dân giỏi có tiếng trên địa bàn xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đây là ruộng của chú Tôn Long Lỗ, là một người làm ruộng và một người giàu có từ cây lúa. Thì ở đây là cái ruộng lúa xạ giống OM18, và hiện tại là cái vụ hè thu năm 2022 nha bà con. Thì quan trưởng thấy rằng á, cái chú lỗ này á quản lý cái bệnh giai đoạn lúa chỗ rất là tốt, và hôm nay quan trưởng sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như cái bí quyết mà chú quản lý cái bệnh vàng lá và bệnh quy khuẩn vào mùa mưa trên ruộng lúa của mình nha quý bà con. Thì như bà con thấy cái lá lúa trên ruộng của chú lỗ rất là dày nha quý bà con, cái lá rất là dày. Đây mình bứt thử một cái bông lúa đi, thì mình thấy cái thân lúa rất là to và cứng, rất to và cứng, cảm nhận được cái độ cứng như thế này. Mình bóp rất là cứng, thân lúa rất là rất to và cứng, và cái lá lúa rất là dày và cái bản lá rất là mập. Đây lá lúa rất là dày, rất là dày luôn nha bà con, rất là dày đó. Thì cái bông á thì cũng rất là bự, bông này á tầm khoảng 120 hạt nè, 120 hạt đó bà con. Bông rất là to, lá rất là dày. Đây là cái ưu điểm nổi trội trên cái ruộng của chú lỗ mà quan trưởng thấy được. Thì cái cảnh ruộng chụp từ trên xuống thì bà con thấy như thế này. Cái ruộng của chú xạ rất là thưa nha bà con, 20 ký giống trên một công tầm cắt đó. Và cái giống lúa chú chọn á là đạt chuẩn xác nhận một nha bà con. Chú luôn luôn lúc nào cũng ưu tiên xạ cái giống xác nhận một hết nha bà con. Nhổ thử một cái bụi lúa của chú xem là nó như thế nào nha quý bà con. Cái bụi lúa của chú đây, một cây mẹ và một cây con, và chiều cao 2, 4, 6, 8, chiều cao là đúng 1 mét nha bà con. Đây chiều cao của cái thân cây mẹ là khoảng 1 mét. Đây là giống lúa OM18, chiều cao 1 mét. Đây và cái cây con là chiều cao thấp hơn cây mẹ là khoảng 2 tấc, tức là 20 cm. Thì văn trưởng nhận thấy rằng á cái lá ủ trên cái ruộng đó, hầu như là rất là chống chảy. Chú xử lý là lá ủ rất là chống chảy, và cái lá đồng, cái bộ lá đồng rất là khỏe, rất là dày to và khỏe. Cái bộ lá đồng của chú rất là dày và to khỏe. Thì đây là cái nền tảng để cho là cái nền tảng để mà tổng hợp cái tinh bột để nuôi cái hạt lúa chắc, no và khỏe. Vâng, kính thưa quý bà con, như bà con thấy đó, ruộng của chú lỗ rất là đẹp và quản lý tốt, rất tốt cái bệnh vàng lá và bệnh quy khuẩn vào cái mùa mưa, cái thời tiết thất thường như cái vụ hè thu này. Thì bí quyết của chú là gì? Bí quyết của chú đó chính là sử dụng thuốc vàng lá kết hợp với thuốc đặc trị quy khuẩn và phun định kỳ vào giai đoạn từ lúa chỗ sạc đến lúa công trái me. Trên tay văn trưởng là hai cái bộ sản phẩm quản lý vàng lá và quy khuẩn rất là hiệu quả và được chú lỗ cũng như là rất nhiều bà con nông dân làm ruộng giỏi áp dụng bà con. Thì đầu tiên đó chính là sản phẩm đặc trị quy khuẩn Oso của công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc bảo vệ thực vật Mekong nha bà con. Thì công ty này có những sản phẩm rất là hiệu quả và có chất lượng nha bà con. Thì thành phần hoạt chất đó là Otolin Nit Acid 200g trên ký. Thì gói này là gói 100g nha bà con. Thì gói này bà con có thể phun 4 bình 25 lít. Và đây là sản phẩm vàng lá là Unizet
800W của công ty UBL nha bà con. Đây là một cái dòng sản phẩm Manco Z thôi, nhưng mà là phân trưởng lựa chọn là một cái sản phẩm rất là có hiệu quả, và nói về cái độ tinh khiết của sản phẩm thì rất là tốt, rất là tốt, phải nói là rất là tốt, bọt rất là mịn luôn. Sản phẩm này bọt vàng nha bà con, bọt rất là mịn, và bà con phun cái Manco Z thì thường có nhiều cái loại trên cái thị trường và nhiều cái công ty phân phối khác nhau, nhưng mà nó có một cái đặc điểm là nó rất là dễ bị dính bét, nó rất là dễ bị dính bét. Nếu như mà cái dòng sản phẩm mà cái độ tinh khiết không tốt thì có khả năng là anh em phun thuốc sẽ thường hay bị nghẹt bét. Nhưng mà đối với dòng sản phẩm UNIZ 800WB của công ty UBL này, bà con sử dụng rất là tuyệt vời, và văn trưởng cũng như là chú Lỗ và mấy anh em bà con nông dân sử dụng rất là nhiều và rất là hiệu quả nha bà con. Thì một cái ký UNIZ này bà con sẽ sử dụng cho được 15 bình 25 lít, và bà con kết hợp dưới cái rối Oso 200WB này là sử dụng cho 4 bình 25 lít, thì bà con sẽ là phun vào lúa vào cái giai đoạn là từ chỗ lẹt sẹt đến công trái me. Thì đầu tiên là cử chỗ lẹt sẹt thì lúa lẹt sẹt khoảng 20%, 15-20%, thì bà con sẽ xử lý cái sản phẩm UNIZ và sản phẩm Oso này để quản lý cái quy khuẩn và cái dàn lá. Sau đó 7 ngày thì lúa chỗ đều, bà con tiếp tục phun lặp lại một cử nữa, và trong điều kiện thời tiết mưa gió thất thường thì bà con có thể phun lặp lại một cử, sau đó là khi lúa công trái me thì sẽ quản lý tốt được cái bệnh dàn lá và bệnh quy khuẩn trên lúa của bà con. Vâng, và khi bà con ứng dụng cái cách mà xử lý là Oso kết hợp với UNIZ vào những cái giai đoạn mà văn trưởng khuyến cáo thì bà con sẽ chắc chắn sẽ thu lại một cái kết quả như thế này. Đầu tiên là bà con sẽ thấy cái lá lúa của mình rất là dày. Đây, rất là dày luôn bà con. Thì khi mà cái lá lúa dày nó có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là sâu nó cũng ăn, nó cũng gãy ăn, ăn cũng không nổi đâu bà con. Dày như vậy thì không có con sâu nào mà nó ăn nổi cái lá lúa này đâu. Đó. Thứ hai nữa thì khi lá lúa dày thẳng đứng như vậy thì cái nấm bệnh nó đáp xuống cái lá lúa này thì nó sẽ tuột xuống luôn, và nó không có điều kiện để nó phát triển, nó nhân cái mặt số lên. Và cái quy trình của mình là đã tạo cái hiệu ứng cái lá lúa nó dày, và bên cạnh đó thì mình đưa cái Oso vào để mình, cái Oso là đặc trị quy khuẩn, thì mình đưa Oso vào mình giải quyết cái con quy khuẩn, cái những cái bào tử quy khuẩn ở trên cái lá lúa, thì bà con sẽ đem lại được cái kết quả rất là tốt. Và thậm chí cái bông lúa, cái quy khuẩn trên bông hầu như là giải quyết rất là triệt để sau 3 lần phun, và bông lúa bà con thấy rất là sáng, hạt rất là sáng, và hầu như là hạn chế tối đa vấn đề về nấm bệnh quy khuẩn, và lá lúa thì rất là đẹp, không có bị dàn lá nữa nha quý bà con. Vâng, với những thông tin chia sẻ vừa rồi thì kênh hy vọng là bà con sẽ quản lý tốt được cái bệnh dàn lá và bệnh quy khuẩn trong cái mùa mưa của vụ hè thu năm 2022, và xin chúc cho bà con có một vụ mùa thành công thắng lợi, trúng mùa được giá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.